Năm Dậu không thể không nói chuyện gà. Gà có nhiều giống, loại, nhiều giá khác nhau. Nhưng mà một con gà được cho là xấu xí nhất trong các loại gà mà lại có giá tới vài ba nghìn đô la Mỹ thì lại là một chuyện khá đặc biệt. Cùng mục sử thị loại gà đen mặt quỷ với những đặc điểm sinh học và tập tính sinh hoạt khá thú vị này. Con đợt sau nhập thêm 6 con nữa thì nó bị hao hụt nước hết con. Và là gà thì mắt nó hình tròn hết, con này mắt không phải là tròn. Con đang đánh răng. Hình tròn, mắt nó hình vẹo. Còn thông thường thì các cái loài chim và loài gà thì mắt nó hình tròn hết. Con này mắt không phải là tròn. Mắt nó đánh Thực ra cái tên mặt quỷ, tên Latin, tên khoa học của nó là Yamsamani, nhưng mà cái tên mặt quỷ rất là do các bạn Việt Nam tự đặt thôi. Tại vì nhìn thấy mặt nó dữ quá, cái tưởng tượng đó thì các bạn tự đặt là mặt, mặt gà mặt quỷ. Còn tên đúng của nó thì nó là gà đen. Tức là mình bên bên trong người nó đen hết này. Mình nhìn được sâu hơn. Ở cái này có thể nhìn thấy ruột nó đâu. Nhìn thấy ruột luôn đấy ạ. Ruột nó màu đen. Em nhìn đi. À, trong ruột này cũng đen. Ruột nó màu đen. Nhìn nó có thần thái. Thế mình từ những cái đặc tính đó mình muốn là, thứ nhất là tạo ra một cái giống gà quý lạ để về Việt Nam, và thứ hai là nó phục vụ công tác nghiên cứu của mình. Mang về đây thì giai đoạn đầu thì có khó, tại vì mình sang bên kia cũng đi lại rất là nhiều lần, cũng tốn kém nhưng mà không đưa được những cái giống gà thuần chủng. Sau này thì nhờ rất nhiều các mối quan hệ thì mình tìm đến tận nơi những cái vùng quê ở cái tỉnh Jakarta là nơi người ta sản xuất cái con gà này. Mình vào tận trực tiếp, mình là người đi vào tận hôm nay là vào tận chuồng mình bắt mình chọn, thế thì mình tìm ra được cái nguồn tem rất là chuẩn. Bắt là nó cái loại hết loại. Món ăn của nó thì cũng giống như các loại gà thông thường thôi, ăn các loại hạt như ngô, thóc, cám, nguyên. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cho ăn thêm bổ sung thêm một số các loại rau cỏ sẵn có ở vườn. Về cơ bản thì nuôi giống gà ta của mình. Mùa này thì là cái mùa thanh đông nên là gà rất là xấu, nó đang rụng hết cái lông vũ đi để nó màu màu xuân bắt đầu mọc lại. Nhân giống, nhân giống thì hiện nay thì cái con giống này thì rất là nhiều người ta để chơi cảnh. Khi người chơi cảnh thì người ta tìm những cái điều nó lạ, không phải là đẹp. Nó không thực ra nó ông nhìn nó rất là xấu thì nó có cái nguồn đen lạ. Cái thứ hai nữa là thịt của nó thì hiện nay một số nước người ta đã bán thịt con này rồi. Ở châu có bán rồi nhưng mà giá rất là cao. Nó bán được anh thấy đấy, toàn nghìn euro một tí. To lấy tầm chục triệu thôi. Thứ nhất năm nay là cái năm con gà thì có nhiều người tâm lý người ta thích chơi gà. Thứ hai đây bản thân cái loài này nó là một loài rất là năm ngoái năm kia và trước nó đều đắt chứ không phải là cứ năm nay. Tại có người thì chơi cảnh nhưng có người thiên vị yếu tố tâm linh, tại vì con này ở bên Indo ấy, thì người ta làm dùng nó trong các cái dịp lễ, thường thường nó giống như bên mình gọi là cái lễ mà trừ tà giải hạn gì đấy, thì người ta dùng con này người ta coi cúng. Mình thì một số người thì cái loài được đó, cái đấy mình không khuyến khích cho những người đưa sở thích của từng người.